Điện tử Hải Nguyễn xin mến chào tất cả các bác anh em là những người nghiện loa Mỹ nhá. Trong clip ngày nay, Hải Nguyễn lên sóng và giới thiệu đến các bác về một cặp loa P-Way có tên là SP2G. Thì đây là dòng loa có rất nhiều các bác săn tìm và muốn sở hữu cho mình. Với thiết kế loa P-Way SP2G sở hữu một bát 40, từ 2 có 100 và một tiếp kèn lớn, họng lớn. P-Way là một dòng loa có thể viết chinh phục rất nhiều các đôi tai khó tính nhất với nhá về âm thanh, bởi nó tạo ra một tiếng bass rất ấm, rất êm và mềm, uy lực. Tép đánh leng keng, tép P-Way có thể đánh còn là nó còn sắc sảo hơn cả JB nhá. Lời rộng, tiếng dài. Thì dòng loa này nó chơi được đa năng các dòng nhạc tại Việt Nam. Bolero, Zumba, Remix, loa top, nhạc không lời, nhạc trữ tình. Tất cả dòng nhạc đấy nó thể hiện rất tốt ở các cái nhạc cụ, đàn guitar, tiếng la cây, tiếng bát, tiếng sáo nhá. Thì cái này nó sẽ thể hiện không lẫn vào được. Loa P-Way thì cái mức độ đầu tư nó không cao thôi nhá, nhưng mà cái chất âm nó đổi lại thì nó quá xuất sắc và hoàn hảo luôn. Thì trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về cặp loa P-Way SP2G. Thì đây dòng loa bên em bán cũng khá nhiều rồi, rất nhiều rồi nhá. Bác nào mà dùng loa này đều khen, đều cảm thấy thỏa mãn khi mình đã quyết định sắm được một cặp loa P-Way. Loa P-Way thì các bác trong Sài Gòn rất thích dùng đấy. Và các bác được nghe nhiều rồi, từ thời Mỹ Nguyễn cơ, nghe nhiều. Đến bây giờ nó còn tồn tại và vẫn hay thôi nhá. Ở Bắc thì cũng có nhiều bạn, các bác biết đến thì cũng rất sướng dòng loa P-Way này. Có thể cắm lại phone nghe tiếng bass nó thả. Thì dòng loa P-Way này nó dễ gấp đôi luôn nhá, độ nhạy cao dễ gấp đôi lắm. Với cặp loa này bao phòng anh em từ tầm 20 vuông cho đến 45 vuông luôn nhá. Ok, đấy về lời, đấy về tép và bass. Nếu mà bác cần xúc cũng được, mà không cần xúc cũng được, nó là P-Way đấy, nó mạnh bass lắm. Tiếng hay cái dòng này thì nó là thùng gỗ nhá, bọc lì. Đấy, lông lề còn rất là mướt và đẹp quá nhá. Công suất thì nó vừa nhỏ vừa lớn quá nhá. Rồi, khởi động nó chỉ có 300W thôi, liên tục nó là 600W thôi nhá. Và mắc nó là 1.2. Đấy, bao giờ này nó chỉ có làm ở Mỹ thôi nhá. Con thứ hai có hai dòng bánh, một full gun 2 PM. Khi dùng anh em là cắm vào chỗ Loma này, đi ra cả ba tép để chạy tép riêng, chạy bát riêng. SP2G tình trạng đẹp xuất sắc với nhận bao zin. Bên em thì bao giờ kiểm tra một cách kỹ càng rồi. P-Way thì nó hai giật trục chặt với nhá, lỏng lẻo, nhưng bên em đã xử lý xuất sắc hết rồi, cân đối hài hòa, cắm mà chạy thôi, nét căng, bao zin bao đẹp. Này của bát là từ 2 có 100, tép kèn từ 14-51 to nhá, lời rộng tiếng dài, giá trên dưới 20 triệu nhá. Anh em nào có nhu cầu lắp vào hát thì rất là hợp lý luôn. Đấy, các bác muốn lắp vào hát thì bác chỉ cần cái bộ máy này thôi, đầy đủ thôi nhá. Một con đẩy 2 hoặc 3 kênh, đánh súp thì con đẩy 3 kênh, một bằng số, một micro, đấy là điều kiện cần vào đủ. Anh em muốn thêm thì quản lý nguồn và micro thôi nhá, cái quản lý nguồn là lần tiếng. Thế quả súp nữa. Thì bác nào nhu cầu lắp đặt các bộ hát từ bây giờ đến Tết Dương lịch, bên em là khuyến mại một quả linh nguồn chỉ giá 2 triệu nhá, có lực tiếng. Thì cái bộ này chỉ trên 40 triệu thôi nhá, nó hợp lý luôn, cả loa cả hệ thống máy đẩy cao cấp nhá. Thì với cái con đẩy kia thì đánh cả đôi full đôi được nhá, SP4 XD kìa, đẩy hết đơn được đôi cũng được. Mọi thiết mua sắm phối ghép hai em số máy 0936 583 410, Hải Nguyễn Gia Hòa, Hàn Quốc nhá. Và mua loa nhớ cọc cho em nhá. Hải Nguyễn chào bác và chúc các buổi một ngày chủ nhật vui vẻ.